Em Ngọc xin chào các bác nhá. Hôm nay em Ngọc đang ở cái vườn uh, cái giống thông này. Hôm nay em sẽ lại uh, quay và chia sẻ thêm cho các bác. nhiều bác có hỏi em Ngọc là uh, cái cây thông nhựa hai lá chỉ linh hải dương này thì có dễ trồng và chăm sóc hay không? Và trồng ở trong uh, nhà thì nó mang lại những cái phong thủy gì? Đấy, thì ngày hôm nay em Ngọc sẽ uh, chia sẻ cũng như là giới thiệu để cho các bác có thể là nắm bắt rõ hơn về cái dòng thông nhựa này nhá. Đấy. Thông nhựa thì nó có rất là nhiều tên gọi các bạn, ạ. nhưng cái tên phổ thông của nó là người ta hay gọi là cái thông hai lá các bạn, thông hai lá Chí Linh Hải Dương. Nên dòng thông này thì nó xuất phát điểm và cái nguồn gốc nó chủ yếu là ở dưới vùng Hải Dương và đặc biệt là ở khu vực là Chí Linh Hải Dương, đấy ở cho cái khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đấy, đấy là ở chỗ đấy là người ta có những cái cây thông nhựa nó lên đến cả vài trăm năm tuổi có những cây khoảng đến bảy tám trăm năm tuổi các bạn nó là cái dòng thông mà rất là chậm lớn để mà có được những cái cây thông lớn như thế thì nó phải trải qua rất là nhiều năm tháng thì nó mới có được các bạn thì bên em là cái đơn vị mà chuyên là nhân giống và phát triển những cái dòng cây thông bonsai thông công trình rồi là thông để trồng phát triển kinh tế và một trong những cái dòng thông để làm cây cảnh bonsai nghệ thuật nó là cái dòng thông uh, nhựa hai lá này các bạn đấy. Các bác thấy không đây là những cái cây thông mà bên em ươm này, chiều cao hiện tại là cao toàn trên 20 phân hết rồi các bạn. Đấy, trung bình là 20 phân các bác nhá, có những cây nó vượt trội hơn thì nó phải tầm uh, rơi vào khoảng tầm 25 phân, 25 cho đến 30 phân như trên tay của em Ngọc đây, em gang đây nó phải tầm uh, cứ cho là khoảng tầm 30 phân đi. Đấy. cây thì các bác thấy không, Ở cái tốc độ phát triển bên em chăm cực kỳ là tốt, lá thì xanh rất là xanh mướt luôn này. Đấy. Về cái, cái, cái kỹ thuật mà chăm sóc cái cây thông nhựa hai lá này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Dòng thông là một cái dòng nó là thuộc họ uh, lá kim các bạn. Thuộc họ lá kim mà nó cũng không cần nhiều nước đâu. Nên là các bác khi mà các bác trồng thì các bác lưu ý là uh, chúng ta nên lựa chọn um, cái chất đất là nó phải cực kỳ là thoát nước tốt nhé các bác nhé. Chất đất thoát nước tốt thì các bác có thể lựa chọn như là uh, đất uh, pha cát này. Chẳng hạn là cây cũng rất là thích hoặc là các bác có thể là trộn xỉ than với uh, uh, cát vàng đấy cũng là cái chất đất mà cây rất là ưa và nó thoát nước có cái độ thoát nước tốt và cái uh, cây thông đặc biệt là dòng lá kim nên cây rất là ưa nắng đấy, các bác có thể là để cái cây ở ngoài nắng từ sáng đến chiều và vẫn được Đấy không nên để cây trong bóng dâm các bác nhé cây này cực kỳ là ưa nắng như các bác thấy vườn của em mọc đây là để một trăm ngoài uh, ở ngoài nắng luôn không có mái che lưới đen các thứ hoặc là dưới bóng cây gì cả cây để rất là Ờ, từ sáng luôn chỗ của vườn của em Ngọc đây bên này sáng thì nó nắng từ bên này vào này bên, này bên này bên này hướng tây thì chiều nó hắt thẳng, thẳng vào đây. Nhưng mà cây nó phát triển cực kỳ là tốt luôn tại vì nó là dòng lá kim nên là nó rất là chịu được cái thời tiết khắc nghiệt đấy. Thứ ba nữa là về cái kỹ thuật là chăm bón phân thì các bác có thể là, là sử dụng những cái phân chuồng hoai mục như là phân dê, phân trâu, phân bò đấy và Uh, đôi khi ví dụ khoảng tầm 1 năm các bác có bón cho nó khoảng tầm 2 cho đến 3 lần cái phân tổng hợp NPK. Đấy là cái kỹ thuật chăm sóc cây. Đấy còn đối với uh, nhiều bác coi là trồng cái cây thông nhựa này á, thì nó mang lại cái lợi ích gì và cái phong thủy gì để cho uh, cho cho người trồng đấy thì em Ngọc xin chia sẻ cho các bác là uh, cái lợi ích đầu tiên là các bác trồng cây thì là các bác dòng này là dòng cây bonsai đấy, cây nghệ thuật cây cảnh thì các bác trồng ở trong vườn nhà thì các bác để làm bonsai để trang trí sân vườn trang trí cho cái không gian nhà của chúng ta trở nên đẹp hơn sinh động hơn thứ hai là về cái phong thủy của cây đấy, thì cây thông nó là dòng lá kim nó có sức sống mãnh liệt nên là trong phong thủy thì cây này nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiên cường bất khuất đấy. và uh, theo em ngọc cũng có tìm hiểu thêm ở một số những người mà chuyên về phong thủy thì họ có nói là trồng thông trong nhà thì nó mang lại cái tài lộc này vượng khí này mang lại cái uh, uh, sức mạnh đấy và may mắn cho gia chủ rất là nhiều chính vì lẽ đó mà hiện nay uh, rất là nhiều các bác uh, nhà giàu rồi là các bác mà có sân vườn rộng các bác có nhà đẹp thì các bác rất là thích siêu tầm trong nhà là một vài ít nhất là một cây cho đến vài cây để, để các bác trồng ở trong trang trí không gian trong nhà này rồi là có thể là ở trồng ở khu vực là bể cá coi đấy cũng rất là đẹp các bạn. Đấy thì các bác có thể là tham khảo thêm những cái mẫu uh, trang trí rồi là những cái bản thiết kế mà người ta có uh, trang trí cây thông nhé để các bác có thể là tham khảo thêm. Đấy. Còn trong video hôm nay thì em cũng giới thiệu cho bác như vậy này các bác mà có đang có nhu cầu muốn mua lẻ cái dòng thông uh, hai lá này về để trồng cây cảnh này, cái bonsai này đấy hoặc là trồng để phát triển kinh tế để uốn tạo dáng thế thì các bác liên hệ ngay cho em Ngọc nhé để em Ngọc có thể là tư vấn cụ thể hơn để cho các bác nắm bắt được nhé. Đấy, còn bây giờ thì em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.